Dạ là bộ vốn dĩ là do lão sư phụ khốn nạn của ta sáng lập lên. 2 tháng sau lão ta ép buộc ta nhậm chức bảo chủ đời tiếp theo của Lại Gia Bảo, trở thành đại diện bỉ ổi tiếp tục làm hại đông đảo phụ nữ võ lâm giang nam. Tuy ta thề chết cũng không nghe theo, nhưng cuối cùng vẫn gục ngã trước cái thủ đoạn đê tiện của sư phụ. Sau thời gian tiếp quản, ta mới phát hiện ra vị trí bảo chủ Dạ La Bảo này quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta, là một cái sạp hàng rễ rách khó nhằn. Mở cửa, lão tử muốn thách đấu. Ngày nào cũng có người đến gây sự. Nghe nói Dạ La Bảo gần đây rất nổi tiếng, lão tử đến để lĩnh giáo. Sau một vài vài tà phái ô hợp ở Giang Nam đều nô nức tới xin gia nhập. Tại hạ là bang chủ Bắc Xà Bang, muốn dẫn các huynh đệ đến nương nhờ. Buồn nôn nhất là mấy cái tên sư đệ không có mắt mũi của ta đến góp vui. Sư huynh, chúng đã đến cùng huynh làm hại à, tạo phúc cho chúng sinh đây. Trên tinh thần không gây thêm rắc rối cho lão bách tính địa phương, không khiến các môn phái võ lâm khó khăn khó làm ăn, ta đã thẳng tay kết nạp những người đó dưới trướng của mình. Cơ bản cũng chỉ là khuất phục từng kẻ một rồi, để chúng học cái cách ngoan ngoãn hơn ta một chút. Gia La Bảo cũng không gây ra tin tức gì lớn lắm. Chỉ có điều là bởi vì cái đám sư đệ của ta đều là cái lũ ốc chó có vấn đề, chỉ được cái sẵn sàng làm bậy là giỏi. Công thơm ta đã kết nạp không ít tổ chức tà phái, cho nên dưới cái nhìn của chính đạo nhân sĩ, Gia La Bảo là ác phái cực kỳ độc ác. Nói đến nhớ chà, nói lại nhớ Giang Nam ở 7 thế lực lớn: Lư Sơn Kiếm Hoàng, Hàng Sơn Tự, Ô Ly Y Bang, Tương Tư Lư, Tống Gia Bảo, Kim Ngân Tông, Lạc Kiếm Trang Chủ, gọi chung là Bạch Vương Thất Quán. Bạch Vương Thất Quán tưởng tận Dạ La Bảo là như thế nào, không ngờ làm lớn chuyện được, cũng đành nhắm mắt mở cho qua. Xin Trang Chủ lãnh đạo chúng thuộc hạ thay trời hành đạo, diệt trừ tà phái Dạ La Bảo nguy hại đến chúng sinh này. Lôi hắn ra ngoài đánh gãy xương đi. Những môn phái chính đạo khác ở Giang Nam đều cho rằng chúng ta căn cơ thâm hậu, đến cả Bạch Vương Thất Quán cũng không dám động đến, tức là liền tuyên truyền bậy bạ, biến chúng ta thành ác mà ăn người không nhả xương. Gia La Bảo cứ một mình tỏa sáng đến hiện tại, không hề cố ý lấy tư thái tiền phòng tà giáo để đứng trên võ lâm Giang Nam, đến bây giờ đều được các anh em tà phái bái phục. Thứ lỗi cho tiểu nhân có mắt như mù, có mắt mà không thấy thái sơn. Nếu ông chủ mạnh đã biết thân phận của ta tin là ngài cũng nhẫn nại nghe tại hạ nói 2 câu phải chứ? À vâng, tất nhiên rồi. Chuyện này có liên quan đến Hắc Phong Thập Tam Dực. Chuyện này, như Minh Bảo Chủ đã nói, quá thực là do Hắc Phong Thập Tam Dực làm chủ. Nhưng lão phu không biết nội tình. Hắc Phong Thập Tam Dực làm chuyện hoàn toàn không có gì. Có gì tới với sát liệt, cũng không phải là khách hàng chúng ta giới thiệu. Ông chủ mệnh có thể thay ta liên lạc với Hắc Phong Thập Tam Dực không? Chuyện này ngài cũng biết, ngành này của chúng ta không cũng có quy định của ngành. Yên tâm, ta chỉ muốn ông chủ mạnh nở mặt mình vì trần ta một lần. Ông chủ đi chuyển lời của ta là được rồi. Hắc Phong Thập Tam Dực muốn làm gì ta không quan tâm, cũng không muốn quan tâm, nhưng ta bây giờ đang xử lý chuyện ở Lục Phiến Môn, không muốn có quá nhiều rắc rối. Hay ta cứ tưởng chuyện gì vậy thì báo cho Hắc Phong Thập Tam Dực một tiếng, để bọn chúng tém tém lại một chút, coi như lão phu đã mặt mình bảo chủ một lần, thế nào? Như vậy là hay nhất. Tiểu sư gì có gọi chân vào hầm tương không? À không, ta không muốn ăn chân vào hầm tương. Còn nữa, kẻ vẫn luôn đi theo người ở bên ngoài là người của sát liệt. Hả? Mở cửa ra cái rầm. Ôi trời, hồ hình như đập phải thứ gì rồi. Nếu không phải Vũ Lộ Thính Phòng của tiểu sư gì, thật sự ta bị hắn theo dõi cả tối mất. Ta còn tưởng người cố tình để hắn bám theo cơ. Hai kẻ bên ngoài cửa sổ tuy võ công không mạnh, nhưng về mặt theo dõi trinh sát lại là võ công đặc biệt. Chỉ dựa vào nội lực của ta thì rất khó mà phát hiện ra hắn. Sát Liên nấu đã phái dị nhân hàng hiếm như vậy ra, cũng đủ thấy chúng rất coi trọng ta. Chuyện của Sát Liên gần đây cũng nghe qua, còn nghe nói Lục Phiến Môn thuê Sát Liên đi ám sát võ sĩ Kỳ Lân về. Ta rất là mờ rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Mấy cái lời đồn đại đó không được tin bừa bãi đâu.
Chuyện thế này phức tạp lắm rồi đó. Vì sát liên thù hằn giữa chúng ta và Kỳ Lân Vệ càng ngày càng sâu. Cái con hẻm gần lục phiến môn. Bố hút. Đánh, đánh đi. Đánh cho chúng chết luôn. Hừ. À, giảm luôn. Kỳ Lân Vệ, các người đừng có ức hiếp người quá đáng. Ức hiếp các người quá đáng. Đừng có đánh giá cao mình quá. Các ngươi chỉ là đám dồi bò trong cái nhà sĩ thôi. Thẩm đại nhân sẽ không tha cho các ngươi. Tha cho chúng ta. Các anh em, tấn cho chúng trận nữa. Sau này còn gặp chúng đánh chết thì thôi. Xem lục phiến môn còn dám hành sự lỗ mãn nữa không. Phòng tắm của lục phiến môn. À, hả? Đâu rồi? Hết xà phòng Ngọc Trâm Hoa rồi. À, phải nhờ người đi mua giúp thôi. Đường dịch đi mua hộ thì chỉ cần có mình đại ca, đồ ăn ngon thì quân ấy cũng sẽ đồng ý thôi. Hậu viện lục phiến một. Ủa, ngươi không phải là Tô Hiểu sao? Sao lại ăn mặc như thế này? À, vừa đúng lúc Hoàng đại gia, giúp ta một việc được không? À, hôm nay không được, ngày mai cháu trai ta, à, cháu gái của ta tới rồi, ta phải đi tiếp đón. Ủa, ông giúp ta lần này thôi, không có đồ ta không đi tắm được. Ngự tiền tỷ võ, tỷ thí võ ngựa ta đánh bao nhiêu trận như thế, cả người khắp mồ hôi rồi. Ai, thứ gì vậy, nếu phải đi xa quá thì ta không có đi đâu. Đại gia tốt nhất là xà phòng Ngọc Trâm Hoa, Lê Nhã Trài ở Thành Đông có bán, nó rất tốt cho da. Lại còn rất tốt cho da, nha đầu này cũng đừng có hỏi quá chứ. Ta là con trai, thực là, đây là 5 lượng vàng. Sa phong 4 lượng, còn lại 1 lượng cho người. Không phải ngày mai ông đi gặp cháu trai cháu gái ông sao? Mua cho chúng một đồ ngon, mua thêm cái quần áo mới cho chúng. Vậy không được, không được. Nếu như làm hư chúng, mua nên mua sách. Đọc sách nhiều mới hiểu chuyện đạo lý. Người nói có phải không? Được thôi, được thôi, tiền của ông mà, muốn mua gì thì mua đó. À, tôi con nương à, cô thật là tốt bụng. Không giống cái tên mình phì trần, hắn rất rành mảnh, toàn lừa uống rượu của ta thôi. Ta đã nói ta là con trai. Hả? Các người sao vậy? Là người của Kỳ Lân Vệ. Các người đợi chút, ta đi gọi người. Không cần đâu. Thám đại nhân gần đây bận rộn điều tra lại án. Gọi người, người chăng nữa thì sao? Cuối cùng tổng đốc cũng lại nói là lấy đại cục làm trọng. Chúng tôi đi kiếm ít thuốc bôi. Chuyện này... À phải rồi, Lão Hoàng. Ông chuẩn bị ra ngoài phải không? Phải cẩn thận đó. Người của Kỳ Lân Vệ đang ở bên ngoài. Yên tâm đi, ta chỉ là một ông già quét sân, bốn chúng không để ý tới đâu. Yên tâm đi. Buổi tối, trên mái nhà của một tửu lầu không xa. Ai, buổi tối mà không gió lạnh, hay là tiểu sự gì về quán trọ trước. Nếu như bọn chúng không phái người liên lạc Hắc Phong Thập Tam Dực, ta sẽ đợi ở đây mãi đó. Thôi không cần. Ta cũng rất hiếu kỳ Hắc Phong Thập Tam Dực trốn ở đâu. Tiểu sư gì có phải người định... Yên tâm, ta không ghi rắc rối thêm cho người đâu. Ta không có ý đó, ta lo tiểu sư gì ở lại đây gió to quá sẽ cảm lạnh đó. Ừ. Bọn chúng ra rồi. Nữ tử đó là Thái Điệp, người cầm kiếm lệnh lên trường. Bọn chúng là người của Mạnh Lão Bẩn. Bọn chúng đi xa rồi, chúng ta đi theo thôi. Hả? Sao thế? Nhìn kìa. Cái gì? Còn có nhóm người thứ hai? Xem ra nhóm người này mới là thật. Chúng ta đi theo bọn chúng. Lại sao nữa? Ngươi nhìn xem. Hả? Nhóm người thứ ba, bọn chúng đề phòng bị theo dõi. Phi Trần, ngươi muốn giúp không? Ê... Muốn. Vậy ta đi trước đây, ngươi đi theo nhóm người thứ ba. Sao trông cô ý rất vui nhỉ? Tiểu sư gì? Hóa ra nhóm người thứ ba cũng chỉ để chè mắt.
Xem ra mục đích cuối cùng của bọn chúng là ở đây. Bên ngoài Kỳ Lân Vệ. Chúng ta làm gì đây? Hay là vào trong xem? Tôi bỏ đi, mặc dù Long Tại Thiên không phát hiện ra chúng ta, nhưng hắn đã cấu kết với Sát Liệt. Hiện tại trong Kỳ Lân Đại Viện, có ai ta cũng không biết rõ. Manh mối này tạm thời đủ rồi, tiếp tục điều tra sẽ rất nguy hiểm. Chán thiệt đó. Nội viện Kỳ Lân Vệ, thật vô lý. Hắc Phong tập tam vật đa số giết người của Kỳ Lân Vệ, như thế không phải là tự giết người của mình. Long Tại Thiên là mệnh quan triều đình, không biết nếu chống đối lại triều đình thì sẽ kết cục như thế nào mà vẫn làm như thế. Thứ mà hắn đang nhắm tới không hề đơn giản. Mệnh Phi Chân, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi, hôm nay lại trốn việc phải không? Ta phụng mệnh Thẩm đại lão điều tra sự việc của Sát Liên, thế nào là trốn việc chứ? Ồ, điều tra vụ án Sát Liên ta còn chưa chúc mừng người thông qua tuyển thí. Chúc mừng người trước, ngày mai ngự tiền tỷ thí võ nghệ, người nhất định phải làm cho nửa mày nửa mặt đó của Lục Phiến Môn chứ. Trong ngươi có gì đó kỳ lạ, ta còn chưa tỷ thí sao ngươi biết sẽ thông qua? Đừng giả vờ nữa, hôm nay Hắc Phong thập tam vật lại giết thêm 3 người nữa. Cái gì, bọn chúng vẫn giết ngươi? Nhận cảnh báo của ta, ngược lại càng ngang ngược hơn. Cái đám người này là không coi dịch lập bảo của dân Nam Đệ Nhất Lưu Minh là gì hết. Nhưng bọn chúng giết người với cái việc ta tỷ thí thì có liên quan gì với nhau chứ? Ngươi không biết thật hay là giả vờ? Ngươi chết hôm nay ai là ai ngươi chưa nghe nói sao? Ai thế? Ngươi có Kỳ Lân Vệ, Vương Hằng, Lục Quảng, Dương Tiến Ngọ. Bọn họ là ai vậy? Bọn họ là đối thủ ngự tiền tỷ thí của người đó. Hả? Chuyện này là thế nào? Hắc Phong tập tâm vực giết đối thủ của ta, bọn chúng có mục đích gì đây? Hả? Lão phu nở mặt mình bạo chủ. Này, không phải là kiểu nở mặt như vậy, ta muốn các ngươi dừng tay, không phải giúp ta loại trừ phòng ngữ, khủng kiếp. Ta không biết gì hết, ta phải muốn mượn rượu giải sầu. Hoàng đại gia có già không? Ta muốn tìm ông ấy uống rượu. Hoàng đại gia? Sao thế? Biểu cảm của các ngươi là sao vậy? Ngươi đi theo ta. Hả? Ta mới có không ở nhà một ngày, đã xảy ra chuyện gì vậy? Là người của Kỳ Lân Vệ. Bọn chúng có thù với chúng ta thì tìm chúng ta báo thù, chẳng nhẽ chúng còn biết trong võ lâm nếu động thủ làm bị thương người dân thì sẽ phá hỏi quy định của võ lâm sao? Lão hoàn thành như thế này, đại phu nói sao? Gãy mất đốt xương, đại phu nói ngũ nội tạng đã tắt, không có khả năng sống sót, đành chờ chết thôi. Doãn Nhất Hồng bọn chúng mới nhậm chức, nhìn thấy người của Lục Phiến Môn bị đánh, không biết là ai, không biết phân nặng nhẹ. Vậy tổng đốc nói sao? Bị người có Kỳ Lân Vệ cưỡi lên đầu lên cổ đến nơi, bị người đánh thành ra như thế này, ông ấy còn nói gì không? Ông ấy không quan tâm ư? Người không khuyên ông ấy, người là mất mặt Thiên Liễu Sơn Trang quá. Người nói đang hẳn hôi một chút đi. Liễu Mỗ từng khuyên tổng đốc 3 lần mời ông ấy ra mặt, mời tống vào một chuyến, nhưng Liễu Nguyên ở Lục Phiến Môn chức vụ không cao, dựa vào cái gì mà ông ấy tin ta? Nhưng chúng ta cũng không nhận nhịn được tổng đốc không ra mặt, chúng ta sẽ tự đi. Tự đi? Tô Hiểu đã đưa tất cả mọi người, còn có đường dịch lợi hại như thế, ta tin chắc chắn sẽ xông vào Kỳ Lân Vệ được. Tô Hiểu thật là lợi hại, dám dẫn người đi báo thù, còn dẫn theo đường dịch. 300 võ sĩ Kỳ Lân Vệ không phải sắp bị đánh cho một trận sao? Vậy còn ngươi, không phải ngươi thích Tô Hiểu sao? Sao không đi luôn? Vừa rồi ta đi nói chuyện với tổng đốc, chuyện này không thành, vừa định đi theo bọn họ thì ngươi tới. Vậy ngươi mau đi đi, một lát nữa ta sẽ tới. Hả? Ngươi không cần đi đâu, chút công phu của ngươi bị người ta đánh trọng thương, lại làm phiền đại phu đó. Trị thương không nhất thiết phải cần tới công phu. Hoàng hôn, bên ngoài Kỳ Lân Vệ. Hả? Là người của Lục Phiến Môn, chẳng sống mất rồi phải không? Tới đây tìm cái chết. Một cước dính dít. Chết rồi. Đó là đường dịch. Lúc này trong cửa lớn của Kỳ Lân Vệ. Một cước. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là lũ tạp nhân của Lục Phiến Môn. Ta còn chưa tìm các người tính sổ, các ngươi đã tự tìm tới đây.
Lần trước không đem theo kiếm, còn lần này muốn đánh tới tà ở Kỳ Lân vậy. Ngươi không biết già già ta luyện công phu gì ư? Ba cái công phu tép rượu của ngươi. Hử? Kén. Cái bộ công phu của ông nội này giống cái nhân vật trong cái bộ phim Kung Fu của Châu Tinh Trì. Anh em là nhớ để lại bình luận dưới video nhé. Vỡ. Hả? Đây là kiếm gì? Một cước. Trói hắn lại, dẫn đi. Khốn kiếp, thả ta ra, thả ta ra. Đây đã. Các vị, khoan đã. Giao hắn cho ta, các người về đi. Ta sẽ nói cho mọi người biết coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cút cho ta. Các người có biết làm thế này là sẽ dẫn đến khai chiến Lục Phiến Môn và Kỳ Lân Vệ không? Không có cơ hội cứu vãn đâu. Năm đó Nhạn Thập Tam còn dám chèn, chưa chắc đã chèn ép được Kỳ Lân Vệ không? Thiếu niên đừng chỉ biết chuyện của bây giờ. Tư con nương, ngươi nhầm rồi. Đây không phải là chuyện tư, mà là chuyện công. Ngươi đừng cản trở chúng ta đưa Doãn Nhất Hồng về Lục Phiến Môn nữa. Ngươi là cái thá gì, không biết tốt xấu. Tư đại nhân là nể mặt các ngươi. Một cước. Các người làm như vậy, đây là Kỳ Lân Vệ đó, làm như thế sẽ vi phạm quy tắc. Quy tắc. Được, chúng ta sẽ nói quy tắc. Các người sai người đánh đồng điều chúng ta hằng ngày có nói quy tắc không? Các người đánh hồn lão già chết có nói quy tắc không? Ta nói cho các người biết, các người không nói quy tắc, ta sẽ nói quy tắc. Quy tắc nói ra chính là quốc pháp. Hồn đại gia đã hơn 70 tuổi rồi, bị Nhổn Nhất Hồng gọi người lại đánh chết. Hôm qua ông ấy nói với ta, hôm nay sẽ được đoàn tụ với cháu trai cháu gái của ông ấy. Ông ấy nói với ta, sẽ cho cháu trai cháu gái đi học võ, đọc sách. Sau này cùng với Lục Phiến Môn là một bộ khối tốt. Bắt kẻ xấu, không để kẻ xấu ức hiếp bách tính. Giống như ông ấy cả đời phụng sự các vị đại nhân. Hôm nay ta tới là muốn làm một bộ khối tốt, để nói cho linh hồn ông ấy dưới suối vàng linh thiêng. Cháu trai cháu gái của ông ấy muốn làm bộ khối tốt nhất chính là ở Lục Phiến Môn. Chỉ cần có chúng ta, bọn họ sẽ không chết một cách oan ức. Chỉ cần có chúng ta, kẻ ác trên thế gian đều sẽ gặp quả báo. Hiểu chưa? Đây là quy tắc mà ta muốn nói. Đừng nói với ta quy tắc nội đấu giữa ba môn phái nữa. Ta không hiểu. Quốc pháp chính là quy tắc của ta. Doãn Nhất Hồng phạm pháp, ta phải bắt hắn về quy án. Lục Phiến Môn hành sự, những người không liên quan cút đi cho ta. Không ngờ sự việc lại thành như thế này. Không may, Long Tại Thiên Địa Nhật không ở đây. Phải làm sao? Một tiếng trước người của Long Tại Thiên. Kỳ Lân Vệ của chúng ta. Của chúng cái gì cũng tốt. Chỉ có điều ở nơi vắng vẻ một chút, hy vọng Điện Hạ không để ý. Hả? Trực giác thật sắc bén. Nữ nhân xinh đẹp này thì không hề đơn giản. Một lát sau, cửa sau của Kỳ Lân Vệ. Điện Hạ, chúng ta tới rồi. Mời Điện Hạ. Điện Hạ, mời. Long thống lĩnh, bốn vương tặng người ca kỹ, có dùng được không? À, được, được lắm. Mấy cô nương đó đều được bố trí ở nhà của bị chức. Bi chức cô gia quả nhận, đa tạ vương gia quan tâm. Có điều, để một số nhân sĩ giang hồ ở nhà ta, không biết bọn họ có lai lịch như thế nào. Điện Hạ ban đầu để bọn họ ở chỗ bị chức,
Nó đã bị chức giữ kín bí mật. Những điều khác đều không cho bị chức được biết. Chuyện này khiến bị chức thật sự lo lắng. Long thống lĩnh đừng đứng đó nữa. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Long thống lĩnh, bằng hữu giang hồ của bổn vương gặp nạn. Người có muốn biết rõ lai lịch của bọn họ? E rằng có chút không đáng. Nếu chỉ giữ một vài bằng hữu giang hồ và gặp nạn, đừng nói là bằng hữu, Quốc Trình Vương Điện Hạ chỉ cần là một người nghĩa khí, Long Mổ nhất định sẽ giữ họ. Có điều cái loại bằng hữu giết người chính người của mình, Long Mổ không muốn giữ lại. Đã nói tới đây, Long Mổ muốn hỏi Điện Hạ có một câu. Những người đó có người đến từ Hắc Phòng Thập Tam Dực. Khi bọn chúng tới, Kỳ Lân Vệ không có một ngày được yên ổn. Từ khi Tam Tư nhà môn bị tấn công, Kỳ Lân Vệ gặp rất nhiều rắc rối. Trên Vương Điện Hạ, Long Mổ muốn biết sự thật. Ồ, không sai, những người đó chính là Hắc Phòng Thập Tam Dực. Long thống lĩnh hài lòng chưa? Là người của ai cũng có thứ mình muốn. Thứ ngươi cần là công danh lợi lộc. Những thứ này cho dù ngươi có vẫn muốn thêm nữa, nhưng chỉ cần trên đầu ngươi có một đại thống lĩnh cản trở, ngươi vĩnh viễn không đạt được. Nhân sinh cớ gì không làm chuyện đại sự? Vì sao ngươi lại làm cái bóng của người khác? Tâm trạng của bổn vương rất hiểu. Bổn vương luôn muốn được xuất đầu, nhưng khổ nỗi trên đầu luôn có kẻ cản trở ta. Trình Địa Vương Điện Hạ là vương gia thân phận cao quý, người bên trên ông ta có thể là ai? Không lẽ là những thuộc hạ của người rất đáng chết? Chết rất đáng. Nếu bây giờ không chết, sao ta có thể sắp xếp Hắc Phong Thập Tam Dực và Kỳ Lân Vệ được chứ? Sao có thể thay máu thuộc hạ của người để chúng trà trộn vào Ngự Tiền Đại Tỷ Tỷ Võ Nghệ Hoàn Thành chứ? Vào hôm Ngự Tiền tỷ thí, người của Lục Phiến Môn sẽ canh chừng cổng thành. Quân vương sẽ bảo vệ hoàn thất thân tộc, thực lực phân tán. Kỳ Lân Vệ sẽ phụ trách trị an tại hiện trường. Chỉ cần ngươi liên tỷ quốc liên thủ với ta, chuyện này ta chết rồi. Nếu ta không đồng ý sẽ bị hắn giết ngay tại chỗ. Tạo phản là đại tội, phải chu gì cứu tộc. Trình vương vốn là hoàng tử, là đức hoàng hậu yêu quý, chắc chắn sẽ không mất mặt. Nhưng cả nhà Long Tài Thiền từ ta đây, từ già tới trẻ, sẽ phải chết cùng nhau với ta. Ngươi không có lựa chọn. Từ ngày ngươi nhận ca chỉ của ta, ngươi đã dẫm chung một con thuyền với ta. Để ngươi trở thành công thần của trẫm, ngươi có công rất lớn. Khắp văn văn võ trong triều, có ai bị được công lao của ngươi? Thì lúc đó ngươi muốn gì trẫm đều thưởng cho ngươi. Không phải ngươi thích thẩm y sao? Bị chức nguyện dốc sức vì điện hả? Ta đã nói Long Tuấn Lĩnh là người thức thời mà. Chuyến này không mất công tới đây. Ai? Hả? Ủa? Báo cáo Phó Tổng Lĩnh, người của Lục Viên Môn tới gây chuyện. Bọn chúng bắt Võ Nhất Không đi rồi, nói là bắt về Lục Viên Môn xét xử. Mày quá, hắn không nghe thấy gì cả. Mau đưa ta đi, ta không tin lũ người Lục Phiến Môn lại dám đưa người đi. Vâng. Lục Phiến Môn đáng chết. Mưu phản. Tôi hiểu, chúng ta phải làm sao đây? Thực sự phải đánh bọn chúng sao? Nếu như bọn chúng cố chấp bào che tội nhân, vi phạm quốc pháp thì phải đánh chúng thôi. Tôi còn được, mời tránh được. Các ngươi bắt người đi đâu, đâu có dễ đi như thế. Hiểu Hàn Kiếm. Bắt. Gì vậy? Tiền cô nương, mau tránh ra, kiếm này rất sắc, chỉ sợ Lâm cô bị thương. Chức trách trên vai, không thể tránh được. Động thủ đi. Kỳ Lân cứu tự quyết. Hả? Sức nóng này,
Cảm giác không gian xung quanh bị thanh kiếm đốt nóng, đây chính là huyết dương chân khí trong truyền thuyết sao? Đường dịch này quá đáng sợ. Nóng quá, rõ ràng kiếm chưa chạm vào cơ thể, nóng như hỏa diệm sơn thiêu đốt vậy. Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ không có cơ hội đánh trả, không chừng bị hắn chém đứt. Xông lên, đánh chết lũ khốn Lục Phiến Môn. Một cước. Chết mày. Xem ra các người còn dám hống hách với Kỳ Lân vệ không? Không tự soi gương xem bản thân. Cút hết cho ta. Đánh bằng vỏ kiếm. Một chữ. Xỉu. Kẻ nào định lén bổn đại gia? Mày hả? Ừ. Một phát. Dựa vào các người mà cũng đòi đánh bọn ta. Nằm mơ. Nằm mơ. Nằm mơ. Ngươi tưởng dựa vào ngươi có thể cản được chấp pháp của Lục Phiên Môn? Các ngươi mới đang nằm mơ đó. Lục Phiên Môn ở đâu? Lục Phiên Môn ở đây. Xông lên. Hả? Chết cha. Đường dịch đường đường là một đứng nam nhi, vốn không định ra tay với cô nương, nhưng đồng liêu đã gặp kỳ hiểm, xin cô nương đừng trách. Đánh thật rồi. Đỡ nổi không? Đã nói ta không đùa rồi, muốn giữ mạng thì cút đi cho ta. Sợ gì chứ, chúng ta đông người hơn. Đừng để, chúng ta cùng sống lên. Vậy thì này thì đông nè. Muốn đánh tiếp, nương mố sẽ đánh tới cùng. Còn không mau dừng tay là kẻ nào to gan dám hỗn xược ức Kỳ Lân Quế. Giọng nói này lẽ nào là nguy hiểm? Là Long Tại Thiên đại nhân dám đấu chưởng lực với ta, muốn chết ư? Cái gì? Huynh, khả năng của hắn lại không dưới Long Tại Thiên. Sức nóng này là thế nào? Tiểu tử bị ổi, người luyện công phu gì vậy? Võ công chính là võ công, có điều không giống người khác, đâu có gì lập bị ổi chứ. Được lắm, học được chút võ công đã dám tới Kỳ Lân vệ sắc sược. Nó đã tới rồi, dần rồi. Cái đám người Lục Phiến Môn đừng hòng chạy thoát. Ông ta lẽ nào là người đứng đầu Kỳ Lân vệ? Long Tại Thiên đó thống lĩnh Kỳ Lân vệ, người đứng đầu 17 tiềm long, chắc chắn không chỉ nói khoác. Đường dịch, người có giỏi hơn 17 người có tiềm long không? Không biết, nhưng có thể thử. Bên trong có người không? Ai? À, chào mọi người. Ta vô tình nhặt được một thứ, không biết có phải là của Kỳ Lân vệ không? Vì thế tới hỏi xem, nếu như không phải, ta cầm đi vậy. Đại ca, cuối cùng cũng đến rồi. Là Minh đại ca, ta biết của nấy sẽ đến mà. Huynh.
To gan, để tấm biển xuống, đó là vật thái tổ hoàng đế ban thưởng. Triệu Nghiêm, Chi Lược, mặc kệ hắn sống hay chết, mau lấy tấm biển về. Vâng. Ừ. Đá tấm biển một phát, giăng trúng thằng này. Bố. Sao hả? Ngươi dám đánh tấm biển của thái tổ hoàng đế ban tặng sao? Hả? Bộ truyện này men chính ít khi thể hiện quá ha. Nói chung thì mình thấy bộ truyện này cũng tương đối thôi chứ cũng không có hay lắm, không gọi là cuốn hút, không biết tập về sau không biết nó có cuốn hút hơn không đi. Thì anh em cứ theo dõi hết bộ truyện nhé. Màu rửa tắm biển đi. Ôi. Ui da. À, đau 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 đau. Ui da, đau quá. Đen cứ làm mất hòa khí chứ. Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện được không? Ngươi còn có tư cách ra điều kiện. Nếu ngươi làm không tắm biển, chứ dù chạy tới chân trời góc bể cũng còn thoát tội triều đình đâu. Vậy sao ngươi còn chưa đánh ta? Thêm vài người nữa cũng được mà, có khi giành lại được tắm biển. Thêm vài người. Đúng như ngươi mong đợi. Ngươi không biết đây là địa bàn của ai sao? Hả? À, ta vừa nghĩ lại rồi. Ra điều kiện không được, chúng ta nói đạo lý có được không? Đạo lý? Chỉ duy nhất một điều, ngươi xông vào kỳ lân vệ của ta, đó là sự thật. Muốn đi khỏi đây, nhất định phải trả giá. Trả giá? Các ngươi mỗi người chịu một chưởng của ta, xong xuôi các ngươi có thể rời khỏi đây. Hả? Ta? Ngươi thấy bọn họ đều gọi ta là đại ca. Nếu ta là đại ca thì phải chịu trách nhiệm. Hóa ra bọn họ gây ra, đương nhiên ta phải là người trả giá rồi. Ở đây có bao nhiêu người, ta nhận bấy nhiêu chưởng. Có chút thú vị. Một mình nhận 20 chưởng của ta, được lắm. Chỉ cần ngươi chịu được, ta thả người của Lục Phi Mộng đi. Mình đại ca, không được. Đừng có lên mình phi trần. Đây là họa do chúng ta gây ra, hãy để chúng ta chịu trách nhiệm. Hiểu, không thể tiếp tục gây chuyện được. Nghe ta. À, tạm thời cầm cái tấm biển này giúp ta. Nào, tới đây. Đây, đỡ lấy. Đây là chưởng thứ nhất. Hừ. Không biết cái bộ dạng cắn răng cắn lợi này có giống hay không đây. Chuyện thứ hai, chuyện thứ ba, chuyện thứ bốn, chuyện thứ năm. À, cát bay vào miệng hết rồi. Cái thằng nhóc tôi hiểu này, hai ta thế thảm như vậy. Ừ, à. Chuyện thứ tư. Hả? Tôi hiểu. Cũng tại men chính giả vờ quá, cho nên mấy đứa này cứ tưởng là men chính gà. Hả? Tự tìm đường chết. Vậy thì giết luôn cả ngươi. Ủa? Minh đại ca. Minh đại ca. Vì sao? Rõ ràng là do muội gây ra. Hay để muội gánh chịu. Tại sao bây giờ lại xưng là muội rồi? Bởi vì ta là ca ca của muội mà. Muội không chịu ức hiếp, chịu nổi cái ức huyết này. Hoàng đại gia bị bọn chúng đánh chết, bây giờ Minh đại ca cũng bị chúng đánh tình ra tới này. Yên tâm, lão hoàng không chết được đâu. Đương nhiên ta cũng không chết được. Chết tới nơi rồi mà còn ở đó mà tình cảm. Minh đại ca, để ta giúp huynh. Đến truyền nội lực cho ta sao? Chuyện thứ năm. Hai người cùng chết đi. Chuyện thứ sáu. Ha, cái con tinh tinh này làm cái gì vậy? Hả, các người sao lại? Vô ích thôi, các người hợp lực lại thì đã sao? Chúng ta cùng giúp sức đi. Được, chuyện thứ 8, chuyện thứ 9, chuyện thứ 14, chuyện thứ 15. Giữ chắc.
Một lát sau. À. Này này, sao rồi? Đây là chữ cuối cùng đó. Người không lên sao? Ngươi là người mạnh nhất trong số bọn chúng có phải không? Không cần. Bây giờ quyết định thắng thua không phải là ta mạnh hay không. Đúng thế. Quyết định thắng thua là sức mạnh của tất cả. Không. Quyết định thắng thua là sức mạnh của nam nhân. Quả nhiên. Không thể không thừa nhận ban nãy ta đã đánh giá thấp bọn chúng. Để thể hiện sự khâm phục của ta. Đành dùng 10 phần công lực. Đánh cho bọn chúng thành tro. Chết dưới tay của ta. Cũng là vinh hạnh của các ngươi. Nghe chưa? Hả? Cái gì? Không thể nào. Một lũ cá thối tôm rửa sao có thể có nội lực thâm hậu như vậy? Hừ. Ai thắng ai thua? Vậy thì ta phải nghiêm túc một phần vạn mới được. Nghe chưa? Một phần vạn có nghĩa là sức mạnh rất là cao đi. Cảm giác giống như main chính của cái bộ truyện ta luyện khí 3.000 năm vậy. Hừ, bầy màu. Long đại nhân. Long đại nhân, ngài không sao chứ? Long đại nhân. Ta không sao. Nếu như người không sao, có phải chúng ta đánh cược xong rồi phải không? Hả? Đánh cược cái gì chứ? Các người gian lận. Đúng thế. Thôi bỏ đi. Long Cải Thiên ta nói là làm. Đã bao giờ hối hận chưa? Đưa Doãn Nhất Huyền và trị thương. Chuyện này coi như kết thúc. Các người đi đi. Nhanh chóng lên. Trước khi ta thay đổi ý định. Chuyện ban nãy rốt cuộc là sao? Lẽ nào do bọn chúng hợp lực xuất ra? Hay là... Okay. Lúc phiến môn không thừa phong thẩm y nhân. Người nói cái gì? Đúng là ăn gan hùm gan báo mà. Nhân lúc ta không có ở đây, mấy người đi đập nát Kỳ Lân Đại Viện. Vậy thì có lần sau định xông vào hoàng cung không hả? Ai dẫn đầu? Tô Hiểu dẫn đầu. Đường dịch nữa, ta không làm cái gì hết. Chết chà, bị bắn đứng rồi. Thôi được rồi. À. Bách hộ, thất thẩm quan, thân quan. Tô Hiểu cắt nửa tháng lương, sau đó thăng lên bách bộ. Đường dịch tăng lương gấp ba. À xin lỗi, ta nói dối, ta mới là người dẫn đầu. Hả? Xem ra vết thương của người không sao rồi. Tôi hiểu, mặc dù phạm sai lầm, nhưng nếu không có hắn, lục phiến môn chúng ta cũng không đổi lại tinh thần sĩ khí. Đó. Mình phi chân, xử lý rất thấu đáo, gặp chuyện nguy hiểm không sợ. Hôm nay, thăng chức bộ khối, tiền lương không đổi. Hả? Tẩm lão đại anh minh, người sờ vào đâu đó, cút! Nhưng đừng tưởng chuyện này là như thế là xong. Ngược lại mâu thuẫn giữa chúng ta và Kỳ Lân Việt càng ngày càng sâu. Mọi người phải chú ý hơn. Ngày mai là vòng cuối cùng ngự tiền tỷ thí. Nếu như gặp phải Kỳ Lân Vệ nhất định phải cẩn thận. Có thể giữ thể diện của lục phiến môn hay không đều dựa vào ba người. Ngày cuối cùng thi đấu đại hội trường. Có hoàng thượng kìa. Chuẩn bị thi đấu. Các vị tuyển thủ mau lên khán đài. Tới lượt huynh rồi. Đại ca, mau lên đi, thẩm đại nhân đang nhìn kìa. Được rồi, để ta kết thúc trận đấu ngay lập tức. Công hổ danh là đại ca. Ừ, giỏi đôi phép ghê. Quân Vương Trắc, Tề Phi Long. Đối chiến Lục Phiến Môn, Minh Phi Chân, hai tuyển thủ mời lên đài. Quân Vương Trắc, Tề Phi Long. Người này không đơn giản, có trò hay để xem rồi. Xưng danh Phi Long Bá Vương. Xuất chiêu chết chắc, động phải là bị thương. Hai ngón có thể bẻ gãy đầu của đối thủ. Hả? Lợi hại như vậy sao? Vậy đây lát nữa đối diện ta ngất luôn cho xong. Nhưng mà đối thủ của hắn là Minh Phi Trần cũng không kém cạnh đâu. Hả? Mời tuyển thủ còn lại nhanh chóng lên đài. Đến rồi. Hả? Người đàn ông này. Tề Phi Long. Tề Phi Long. Tề Phi Long. Tề Phi Long. Trận đấu bắt đầu. Cái tiểu tử này gân cốt đã bị gãy 5 đoạn, lục phủ ngũ tạng thì 6 trụ, hắn vẫn dám đứng ở đây sao?
Quả nhiên họ mình rất mạnh, khí thế đã không kém so với Tề Phi Long. Không, Tề Phi Long không thể thắng được, trận đấu kết thúc rồi. Toàn lực tấn công, phân thắng bại. Hi ya, hư. Không tồi. Quyền cước này khá giống với Đường Dịch, chỉ là hắn vẫn đang bị nội thương, vì thế tốc độ giảm xuống đi rất nhiều. Đánh vỡ đi, đánh giả vờ bị đánh ngã vậy. Hả? Cái gì? Vượt thường. Hả? Cái đọc. Cái gì? Đại huynh đệ à, chuyện này là sao? Ít nhất cũng phải đánh nốt cái quyền đi chứ. Hả? Hay lắm. Mặc dù chưa thể hiện được võ công của mình, nhưng đối thủ đã bị gặp ngã. Đây chính là binh khí cuối cùng của Lục Phiến Mục. Lục Phiến Mục ôn thần mình phí chân. Ta chưa có động tới hắn, là hắn tự ngã xuống. Lại đánh chết một người. Ngươi coi như ngươi giỏi. Hả? Ta chưa đụng mà. Ta nhất định phải thắng trận này. Ta muốn thành thượng lấy võ công của ta. Ai? Công hổ danh là đại ca. Ta còn chưa kịp nhìn thấy xuất chiêu nào như thế. À, ta cũng chưa kịp nhìn. Không ngờ Minh đại ca lại lợi hại như vậy. Hả? Ta chưa hề xuất chiêu. Vậy người tiếp theo lên đài là ta rồi. Ta không thể kém Quỳnh. Mời Tu Hiểu Lục Phiến Môn Doãn Nhất Huyền của Kỳ Lân lên đài. Doãn Nhất Huyền, đối thủ của hắn ta. Đối thủ của Tô Hiểu là hắn. Cố lên, nhất định phải đánh hắn không còn đường về. Không ngờ lại là hắn. Lần này có thể quang minh chính đại đánh hắn một trận rồi. Ta từ bỏ. Cái gì? Doãn Nhất Huyền từ bỏ, Tô Hiểu thắng. Này, không muốn đánh, như ngươi đó. Trở về chắc chuẩn bị chửi một trận. Có điều là Lục Phiến Môn, thôi bỏ đi. Trận tiếp theo là Đường Dịch phải không? Cố lên. Cố lên, không được làm mất mặt dành Tiểu Bá Vương Lục Phiến Môn đó. Hả? Tiểu Bá Vương Lục Phiến Môn là ai? Điền Lão Đệ, không ngờ đã có danh hiệu Tiểu Bá Vương Phiến Môn. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Đều là do đại ca tự đạt. Thiết huynh quá khen. Không cần khách khí. Nếu hôm nay Đường Lão Đệ có thể đánh thắng Thiết Bộ, danh hiệu Tiểu Bá Vương không uổng phí. Hả? Trận đấu lần này sẽ do Quân Vương Trắc Thiết Hạng Y Đối chiến với Tiểu Bá Vương Lục Phiến Môn. Thôi chết cha, bị dính luôn cái tên rồi. Trận đấu bắt đầu. Tập trung sức mạnh, Tiểu Bá Vương. Cái gì? Luân hoa chỉ pháp của Minh Kính Cung. Bí kíp của Minh Kính Cung, Luân hoa chỉ. Không khổ luyện mất 20 năm không học được. Hắn còn trẻ như vậy mà đã luyện thành. Có phải là thiên tài không? Xem ra mình phải thể hiện bản lĩnh thật sự rồi. Hãy do hử uy lực kinh người. Ta đã dùng hàng y chiếu thể. Đường Lão Đệ, con có chiêu nào có thể dùng không? Ừ. Công phu này lẽ nào là Hồng Tú Thần Đao của Giang Nam tương tự hiệp thị bộ. Không ngờ ngươi có trong tay đao pháp mật truyền của Giang Nam tương tự hiệp bộ thị. Ta càng lúc càng thấy người thú vị rồi đó. Tương tư hiệp và Minh Kính Cùng đều là võ công mật truyền. Ngươi có thể sử dụng hai cái thứ này rốt cuộc người đến từ đâu? Wow.
Cho dù ngươi dùng hồng tụ thần đao, cho dù xuất chiêu cũng không thể phá vỡ ngạnh khí công của ta. Ngạnh khí công của Thiết Hàng Y này quả là danh bất hư truyền. Phải tìm ra nhược điểm tấn công. Hả? Xây người. Huyết dương chân khí, không tồi. Võ công của ngươi rất lợi hại, đặc biệt là thủ pháp. Ta chưa từng thấy ai có thể thành thục công phu bằng tay như vậy. Sao lại vội vã như vậy chứ? Ta có nghe qua tháng này ngươi chọc giận tới võ quật, chuốc thêm không ít kẻ thù, lại đánh nhau với Kỳ Lân Vệ, ngươi có biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của mình không? Ngươi còn trẻ, tư chất cao hiếm có, tương lai tiền đồ rộng mở. Gia nhập quần vương trắc đi, ta có thể đại diện quần vương trắc thu nhận ngươi. Ta nghĩ người bên trên, người của quần vương trắc chắc chắn sẽ rất có hứng thú. Người đó là ai? Có thể bây giờ người phân cao thấp với ta được, nhưng nếu đứng trước mặt người đó, ta và ngươi đều không đỡ nổi năm chiêu. Vị đại nhân ấy là thiên hạ vô địch. Từ nhỏ bất kể là võ công nào, ta đều học rất nhanh, vì thế rất nhiều công phu. Ta tự hỏi võ công không kém. Ta nghĩ trong danh sách Tiềm Long Thập Thất Sĩ chỉ có 3 nhân tài đầu tiên mới có thể đánh được với ta. Nhưng mà khi ta gặp người đó, ta đã thảm bại. Trước khi ta đánh bại tên quái vật kia, không gì lay động nổi ta. Vô dụng thôi, cho dù bao nhiêu lần đi nữa thì vậy thì bác hoàng bế mạch chỉ. Cái gì? Một chỉ bị lùi ra sau rất là xa. Cho dù ngươi cắt đứt chân khí của ta, cũng không thể tìm ra điểm yếu trên người ta. Sa Dương kiếm chỉ có thể chặn được một phần khí tức của ta. Lẽ nào ngươi có thể đánh bại ta trong hoàn cảnh này? Ta có thể. Tìm thấy rồi. Điểm yếu. Hả? Tiểu tử này. May quá, quái vật trên đời này không nhiều. Người thắng cuộc, Tiểu Bá Vương Lục Phiến Môn Đường Dịch. Tiếp theo, càng gần đại ca một bước rồi. Hả? Đại ca đâu? Chúng ta đã đi lâu rồi, đột nhiên gọi ta ra đây có việc gì không? Đi gặp sư phụ ngươi. Nếu gặp sư phụ ta thì ta không đi đâu, chắc chắn ông ấy sẽ bắt ta về. Triều đình không còn nữa, ngươi ở lại Lục Phiến Môn không có tác dụng gì. Sao đột nhiên lại nói chuyện này, triều đình không còn nữa là sao? Bởi vì chính tại ta nghe thấy Trân Vương chuẩn bị tạo phản, chính là hôm ở Kỳ Lân Đại Viện. Hả? Có thật không? Tới rồi. Di Hồng Viện. Trong mật tín nói sư phụ ở thành lâu này, đúng là thành lâu thật. Cái gì? Trời ơi! Nếu như những gì người nói là sự thật, chắc chắn sư phụ sẽ không tình khoanh tay đứng nhìn. Đại La Sơn chúng ta có thể duy trì vị thế trong cái võ lâm là đều có vị có mối quan hệ với đương kim hoàng thượng. Triều đình đổi chủ chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới Đại La Sơn. Vì thế bây giờ phải tìm sư phụ người, nói chuyện này cho ông ấy biết. Trong này không có ai. Đúng là không có một bóng người. Có một bì thư. Ở đây có một bức thư, chắc chắn là sư phụ đoán được chúng ta tới tìm. Sư điệp đã về Đại La Sơn, sư thúc không cần lo lắng. Chuyện của Trành Vương giao cho Phi Chân là được rồi.
sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi, chi bằng chuẩn bị sớm một chút. Hả? Sớm muộn cũng phải đối mặt, lẽ nào? Còn đúng, tại sao lại là ta giải quyết? Buổi tối, bên ngoài Kỳ Lân Đại Viện. Tiến lại, và trưởng môn, người tới rồi. Chuyện trình Vương Điện Hạ giao cho đã làm xong chưa? Ta nhớ rồi, có điều Hắc Phong Thập Tam Dực giả bộ là võ sĩ Kỳ Lân Vệ. Ta đã chuẩn bị y phục cho Kỳ Lân Vệ rồi, ngày mai ngự tiền tỷ thí bắt đầu có thể mặc. Thế này vẫn chưa đủ. Hả? Kỳ Lân Vệ đột nhiên thêm nhiều võ sĩ như vậy, lẽ nào người khác không nghi ngờ? Chuyện này... Chiếc bình đầy nước chắc chắn phải đổ bớt, đi mới đổ thơm vào được. À, lại nha. Chiếc bình đầy nước chắc chắn phải đổ bớt đi, mới đổ thêm nước vào được, không phải sao? Đợi đã. Mặc dù Long Mổ đồng ý với Trần Vương Điện Hạ cùng nhau đại nghiệp, nhưng không đồng ý sát hại người của mình. Không hổ danh là phó động thống lĩnh Kỳ Lân Vệ rất có cốt khí. Đáng tiếc. Có thích cách, có thích cách. Long đại nhân bị hành thích. Các ngươi. Bác thích khách, bác thích khách. Bị thích khách ở đâu? Long đại nhân không sao chứ? Hả? Bốn họ là 1, 2, 3, 4 7, 8, 9. Tới đây không bằng đúng đúc. Ta nói phải không? Dừng tay. Ra tay dứt khoát. Đừng đỡ phát ra động tĩnh. Đáng ghét. Dừng lại. Đừng lên tiếng. Cũng đừng động đậy. Nếu như ngươi vẫn muốn mưu đại nghiệp với Trình Vương Điện Hạ. À hứ. Chết. Này, chết không? Nhảy. Dạ chứng mùng, có một con cá thoát khỏi lưới. Chúng ta không phải là người đánh cá, mà là người giết cá. Cá chết ở đâu đều giống nhau. Hiểu rồi. Khu rừng ngoại thành. Ai... Chuyện liên quan tới vận mệnh của Đại La Sương. Nếu Trịnh Vương mưu phản công, Đại La Sương khí số đã tận rồi. Đạo lý này ta hiểu, nếu như không có hoàng thượng là chỗ dựa, sư phụ sớm đã bị dồn tới chết. Làm gì còn được đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt chứ? Phi chợ, ngươi... Tiểu sư gì? Ngươi có giúp ta không? Có. Hả? Có tiếng động. Hử? Một chém, hai chém, ba chém. Chết rồi chứ gì? Cái gì? Rồi một đếm sáng, không biết chuyện gì xảy ra. Và sau đây là một số bộ truyện giới thiệu đến mọi người. Hãy ghé xem và đón đọc những bộ truyện hot nhất hiện nay chỉ có trên YouTube Truyện Mới Mỗi Ngày nhé. Nếu thấy video hay, hữu ích thì còn đợi gì nữa mà không nhấn một like, đăng ký kênh và chia sẻ cho những người cùng đam mê nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.